Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Như ngoài title video, mình sẽ đi Quan Lạn 3 ngày 2 đêm. Để đến được Quan Lạn thì mọi người cần di chuyển từ Hà Nội đến cảng quốc tế Ao Tiên. Đây cũng là cảng để đến Cô Tô luôn, như một vlog trước mình có quay lại ấy. Đi tàu cao tốc chill chill uống cà phê nửa tiếng là đến được Quan Lạn thôi. Bước chân xuống đảo thì bọn mình ăn trưa rồi đến khu resort check-in. Đây thì là khu Angsana Resort, khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên ở Quảng Ninh, mới khai trương mấy tháng nay luôn ấy. Room tour. Trong này thì tích hợp siêu nhiều dịch vụ hay ho, nhưng trước tiên thì tôi cho mọi người xem một vòng room tour đã nha. Mọi người có thể tham khảo book phòng trên các web du lịch đều có, hiện tại giá thì vào khoảng 4 đến 6 triệu một đêm nha. Cá nhân mình thì khá là thích cái phong cách cũng như là màu sắc bài trí ở đây, nhìn ra vibe rất là Pinterest ấy. Ôi mấy cái này xinh đấy. Kéo ngang. Có một cái túi kíp đồ. Coi là hình video. Sữa bằng tay luôn. Quẻ cái lớp xịt bẫy. Xinh. Sau một giấc ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều, bây giờ mình sẽ đi bơi nha. Từ khách sạn thì mọi người có thể đi bộ ra bãi tắm Sơn Hào và bãi tắm Quan Lạn luôn. Kiểu hai cái cạnh nhau, nối liền nhau luôn ấy. Bây giờ là gần 5 giờ bọn mình sẽ đi ra. Đấy gọi là bãi gì ạ? Cái đấy gọi là bãi gì? Cho các bác xem quả outfit đi bơi nhưng mà trông cảm giác rất là đi lặn của tôi. Hôm nay mình đến Quan Lạn thời tiết hơi âm u nên trông nước không xanh lắm. Các bác mà đi tầm này thì cũng nên xem dự báo thời tiết trước nha, tránh gặp mưa hay là bão hoặc là thời tiết không đẹp ý. Trông như ngư dân ý. Thành cá đi luôn. Có cần rơi đầu không? Tại khả năng chống nước của phần má bền màu phết. Repeat after me. No. Một cái bảng đây. No, thank D, you. D I sẽ là pe mu ca ca. Dài thế. Chào mừng Quảng Ninh. Trước khi quay lại về khách sạn thì bọn mình có thử đi qua phố đi bộ ở Quan Lạn. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng mà mình thấy cũng chỉ treo đèn lung linh thế này thôi, chứ cũng không có hoạt động gì mấy. Đây là cái show mà dạo này mình hay xem và trời ơi nó giải trí cực kỳ, nên là các bạn nào chưa xem thì có thể xem nha. Tại vì tối hôm qua mình ngủ khá là muộn, mình làm bánh trung thu ấy, xong rồi mình mới pack đồ chắc khoảng 2 giờ sáng mình mới đi ngủ. Xong rồi hôm nay lại dậy sớm khoảng 6 giờ đã dậy rồi mới ngủ được 4 tiếng nên là ngủ chưa đủ. Hôm nay thì chắc là mình sẽ skin care đi ngủ sớm thôi. Khi
khi bọn mình book phòng thì có bao gồm cả buffet sáng ở đây luôn cho các bác xem này, có đủ cả từ đồ Âu, đồ Á, đồ ngọt, đồ mặn. Đồ uống thì khá là đa dạng, hay cả máy pha cà phê cho các bác nào muốn uống cà phê máy luôn nhá. Xin mời các bác ăn sáng với chúng mình nha. Ê, tính ra mình ăn mỗi thứ một tí ở đây và mình thấy là mặt bằng chung chất lượng đồ ăn khá là ngon nha. Kể cả với những món mình khá khó tính khi ăn như là espresso, bánh xương bò ấy, hay là phở thì mình thấy vẫn đều ngon cái. Khá đậm. Cho mọi người xem outfit thơ thẩn ngày hôm nay trước khi nó không thơ lắm nữa. Vì cả đoàn quyết định sáng nay sẽ đi bộ lên đồi Vô Cực. Anh giới thiệu em. Thế giới thiệu gì đây? Bảo là bây giờ chúng mình đi đến. Từ gai biết đây là đâu chứ anh biết đây là đâu. Chúng mình đang ở Quan Lạn chứ mình cũng không biết mình đang đi đâu. Từ chân đồi mọi người đi bộ lên đây khoảng 10 phút nữa thôi. Dốc cũng thoải nên đi không mệt lắm. Có điều chọn trang phục thoải mái hơn, leo sẽ dễ hơn nha. Và đây là khung cảnh chúng mình nhận được sau khi đi bộ. Ở trên này cũng có một cái quán cà phê đồi Vô Cực khá là nổi, các bác có thể ghé hoặc là dừng chân khi mà leo lên hơi mệt ý. Check in trông cũng xinh nữa. Và ngoài ra trên đảo Quan Lạn cũng có chùa nếu mà mọi người muốn tham quan. Nhưng mà mấy đứa bọn mình chỉ đi qua thôi rồi ăn trưa quay lại resort chụp ảnh linh tinh với Insta. Tại cảnh trong đây nhìn góc nào cũng đẹp ý, mà từ lúc đến thì chưa chụp phát nào cả. Định chờ 1-2 tiếng nữa trời mát cả hội sẽ đi chèo sắp nên bây giờ hai đứa bọn mình sẽ mượn xe máy để đi check in vài điểm bên ngoài trước. Bước chân ra ngoài resort cái là sẽ đến dặng Phi Lao Xanh này, lái xe thêm khoảng 10 km thì sẽ đến được chân của eo gió Quan Lạn. Nói 10 km nghe có vẻ xa đúng không? Chứ trên đảo vắng tanh nên đi mát mà nhanh lắm ấy, không như 10 km trong Hà Nội đâu, như kiểu lượn hóng gió thôi. Toàn nắng và gió luôn mọi người ơi, lên đây siêu mát. Và đây là thành quả sau 10 phút đi bộ dốc lên và đường nó sẽ mòn mòn như thế này nha mọi người. Đây là eo gió nha. Đi được đến nơi thì đúng là trời ơi, cảm thấy công sức leo bộ xứng đáng luôn. Đứng giữa đỉnh đá treo leo cảm giác nhìn trọn cả đại dương. Một bên là biển xanh này, một bên là núi rừng. Hít một hơi đầy nắng và gió, quá trời thiên nhiên luôn. À, nhưng từ đỉnh so với mặt nước là tận 100m, không có rào chắn gì đâu nên là các bác check in ở đây cũng để ý an toàn nha. Nhấp cho những siêu tập ấy. Cái này trắng, trắng tinh hào quá. Trên đảo Quan Lạn có khá là nhiều bãi tắm khác nhau, mọi người có thể đi mỗi ngày một bãi để check in. Nhưng bọn mình vẫn đi lại bãi tắm ngày hôm qua tại vì nó tiện ở khách sạn nhất ấy. Giờ này bọn mình ra biển thì hầu như mọi người đã về hết rồi và hôm nay cũng là thứ hai nữa nên trông biển khá là vắng. Trèo sắp ở trên bãi biển thì giá là 120 giờ một sắp này. Vừa trèo vừa săn hoàng hôn thì đúng xịn luôn, nhưng mà hôm nay thì mình không thấy có hoàng hôn. Ngoài ra mọi người có thể chơi jipping trong resort luôn với giá là 100 nghìn một lần nhá. Resort có một đống ly sinh như thế này nên tôi sẽ pha đồ uống uống nha. Ôi mọi người ơi, mình mới mua cái này ở sơ cây. Ở trong một cái set có cái vodka này, cái này là 40 độ. Và cộng thêm một cái chai này nữa, người ta bán cùng một set. Cái này thì là vị kiểu vải là chính, có thêm một xíu mùi hoa hồng nữa. Khi mà mix vào nhau thì trời ơi, nó sẽ được một cái đồ uống kiểu này siêu xinh. Và quan trọng là nó siêu thơm, siêu ngon luôn ý. Mình không ngờ là với gần 200 nghìn mà ở Soul King người ta có thể mix được cái đồ uống ok này. Trời ơi, rất recommend nha. Cheers. Sáng
ngày thứ ba cũng là sáng cuối cùng ở đây. Mình định dậy tập gym vì trong resort có phòng gym luôn, nhưng mà không dậy nổi. Bây giờ đã gần 9 giờ rồi, mình sẽ make up sương sương rồi đi ăn sáng nha. Trời ơi, mình mới tìm được một em phần mái yêu thích mới. Đấy là của nhà His, bí kíp của mấy chị Hàn Quốc ấy các bác ơi. Đánh vào sẽ hơi glow ý, hơi bling bling nhẹ. Xinh không xinh nhỏ, mê ơi là mê. Hơi buồn cười một tí là người yêu mình lúc cưới trông giống Hà An Huy dã man. Mình post đoạn ngồi cà phê này lên story bạn bè mình, cứ trêu là được đi đảo thiên đường với Hà An Huy ấy. Các bác có thấy giống không? Trên tầng thượng của resort có cả bể bơi vô cực và sân golf nữa. Trông chill cực mà không kịp trải nghiệm vì 12 giờ là chúng mình check out mất rồi. Mình tìm hiểu thấy Angsana có cả spa, phòng sông hơi onsen hay phòng trưng bày tranh nữa. Với ngần đó dịch vụ thì ở đây 3-4 ngày mới trải nghiệm hết nhỉ. Nhìn chung Quan Lạn vẫn là một hòn đảo khá hoang sơ, nhưng mà với riêng mình lại thích những nơi như thế này để cảm nhận thiên nhiên một cách gần gũi nhất. Nên nếu mọi người cũng vậy thì có thể cho Quan Lạn vào trong travel list để là điểm đến du lịch tiếp theo. Còn cảm nhận của các bác về Quan Lạn như thế nào, comment bên dưới cho mình biết nha. Bye.